Nữ triệu phú Mimi Morris là người phụ nữ Việt hiện đang sinh sống trên đất Mỹ thế hệ đây đã gây sốt trong lốc của ông bầu chân dài đình đám vũ khắc tiệp với bữa tiệc sinh nhật trong biệt thự 800 tỷ. Trong ngày vui đó, một phần không gian bên trong căn nhà đã được hé lộ cho thấy nó thật sự rất bề thế, nguy nga. Mimi Morris, nữ tỷ phú người Việt vô cùng phong lưu đang sống trên đất Mỹ. Mimi Morris vốn là phu nhân của Kell tập đoàn quốc tế có quy mô trên toàn thế giới. Cô có phong cách và lối sống thượng lưu với hàng hiệu và những chuyến du lịch xa xỉ khiến ai nhìn vào cũng thấy choáng ngợp. Tuy nhiên, ở Mimi Morris không chỉ có vậy, cô còn có những khoảnh khắc rất đời thường, rất phụ nữ khi tự tay chăm sóc cho ngôi nhà của mình. Trên Instagram cá nhân, Mimi có đăng tải bức ảnh cô trèo thang vẽ từng nét trang trí tỉ mẩn cho căn biệt thự. Mimi tự tay sơn nhà. Cô vẽ từng chi tiết nhỏ trên tường để tô điểm cho căn biệt thự. Nhìn qua rất nhiều bức ảnh mà Mimi đăng trên trang cá nhân thì có thể thấy căn biệt thự hoành tráng của gia đình cô được trang trí theo phong cách hoàng gia. Chính vì vậy mà những chi tiết nhỏ được Mimi tô vẽ màu vàng sáng để làm nổi bật lên giữa khung nền màu trắng. Hình ảnh đẹp tươi này của Mimi khiến người ta hiểu ra rằng, là phụ nữ, dù bên ngoài có dẫn hàng hiệu lồng lộn thế nào đi chăng nữa thì ở nhà họ vẫn là loài người của gia đình với tất cả sự nhiệt tình và cẩn thận.